Em xin chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Lê Thị Thúy, đến từ lớp IDK43. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề thanh tra xét. Khái niệm về thanh tra xét đang còn khá là mới mẻ ở giới trẻ Việt Nam và quan hệ tình dục vẫn đang còn theo lối rất là truyền thống. Vì vậy, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này để có thể hiểu rõ hơn và vận dụng vào cuộc yêu, giúp cho cảm xúc thăng hoa, cuộc yêu kéo dài hơn. Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc ra đời của thanh tra xét. Thanh tra xét có nguồn gốc ở Ấn Độ giáo và đã tồn tại hơn 5.000 năm nay. Để hiểu rõ hơn về thanh tra xét, chúng ta cần hiểu thế nào là thanh tra. Thanh tra hay thanh chích bắt nguồn từ tiếng Phạn cổ, có nghĩa là kết nối năng lượng, hay hiểu một cách đơn giản là sự mở rộng nhận thức thông qua các giác quan. Vì vậy, có thể hiểu thanh tra xét là sự tận hưởng xét bằng tất cả các giác quan. Nó là hình thức hoạt động tình dục có tốc độ chậm, tập trung vào đồng bộ nhịp thở, tiếp xúc cơ thể, giao tiếp bằng ánh mắt và sự thân mật với nhau. Vậy, mục đích của thanh tra xét là gì? Giống như yoga, thanh tra giúp tăng cường nhận thức cả về thể chất lẫn tinh thần. Xét theo kiểu thanh tra, tâm hồn sẽ trở nên đồng điệu hơn với cơ thể. Nó như vũ điệu của sự hợp nhất tinh tế, dẫn dắt cảm xúc và khuấy động đam mê. Xét theo kiểu thanh tra, không chỉ hướng tới một điều đơn thuần là sự phóng tinh ở nam hay lên đỉnh ở nữ, mà quan hệ tình dục theo kiểu này là cách kéo dài thời gian quan hệ, giúp lên đỉnh nhiều lần. Nói thì đơn giản, nhưng để vận dụng thì không hề dễ, mà cần phải có thời gian luyện tập. Vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách thực hiện thanh tra xét như thế nào nha. Không gian để thực hiện thanh tra xét vô cùng quan trọng. Một không gian lãng mạn, có nến và hoa, thêm gia vị âm nhạc du dương. Điều này giúp cho cả hai tận hưởng trong suốt quá trình yêu. Và điều quan trọng là hãy vận dụng hết tất cả các giác quan. Hãy nhìn vào ánh mắt của nhau để tăng sự kết nối trong suốt quá trình. Cảm nhận hơi thở, hít thở thật chậm rãi để hơi thở kết nối và đưa cảm giác kích thích râm ran đi khắp cơ thể. Trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, làm tăng hưng phấn và tăng cảm xúc. Thì thầm với nhau những lời yêu thương, cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể của nhau, có thể ôm sát hay vuốt ve nhau. Việc tiếp xúc cơ thể tối đa sẽ hình thành nên sự gắn kết sâu sắc hơn. Đó là tất cả tinh thần của thanh tra xét, chậm chậm, nhẹ nhàng, cảm nhận và hướng tới sự đồng điệu, hòa hợp trong cuộc yêu. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn thầy và các bạn.